Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một trang sách vải với nội dung là giúp trẻ tìm và phân biệt tìm các hình giống nhau. Như các bạn nhìn trên màn hình sẽ thấy cái thành phẩm sau khi mình làm xong nhé. Mình cần chuẩn bị những nguyên liệu là vải dạ các màu sắc, tùy ý các bạn lựa chọn nhé. Còn những cái vải như là màu xanh này để làm lá, màu vàng này, màu đỏ và màu cam. Những cái mảnh này thì các bạn lựa chọn những cái mảnh vải nó nhỏ vụn cũng được nhá, tầm khoảng 5x5cm thì là ok. Kéo này, súng bắn keo, băng dính gai. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm được các hình vuông để hình vuông như thế này này. Đây, cái hình như này. Thì các bạn cắt cho mình các mảnh vải 6, tầm 6 mảnh vải nhá. 6 miếng hình thực ra nó cũng không phải là hình vuông đâu, nó là hình chữ nhật đấy. 6 miếng hình chữ nhật như thế này. Có kích thước là 6 này nhân với 6,5 nha. 6 miếng như vậy. Cái kích thước này thì nó tùy thuộc vào cái mảnh vải lót này của mình này. Ở đây mảnh vải lót của mình là có kích thước là 21, thì mình sẽ chọn cái khoảng bên trong nó tầm khoảng 18cm rồi, thì mình sẽ là được 3 hình vuông cạnh 6. Ok, hết 3 hình chữ nhật. Sau đó thì các bạn ướm thử nó vào. Các bạn làm cắt kích thước như thế nào mà cho nó phù hợp với vừa vặn với cái chiều cái kích thước của cái mảnh vải lót này là được nhá. Đó, các bạn cắt 6 miếng là đã được như thế này rồi. Sau khi mà các bạn xếp được như thế này đấy, thì các bạn dùng máy may hoặc là dùng khâu tay cũng được. Các bạn cố định một cạnh như thế này, một cạnh trên cùng như thế này. Đó, các bạn cố định lại nhá. Cái này thì thực ra là mình cũng có thể dùng keo nến được, nhưng mà mình nghĩ là lên may thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu như bạn nào mà không có máy may hoặc là cũng không lười khâu tay ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng súng bắn keo được nhá. Ở đây thì mình dùng máy may nên mình đã may sẵn được một miếng như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì nó rất là chắc. Đó, như vậy là mình cũng đã gần hoàn thành rồi. Cái này là rất là dễ thôi. Tiếp theo thì mình sẽ làm đến cái phần quả. Các bạn để ý ở đây có 6 ô tất cả nhá. Thì các bạn làm cho mình 3 loại quả. Ở đây mình làm quả táo, quả chuối và củ cà rốt. Đầu tiên là mình sẽ làm cà rốt trước nhá. Các bạn cắt một hình nhỏ nhỏ như thế này, có kích thước khoảng 2cm với 3,5 nha. Rồi các bạn cắt lượn hình cà rốt. Cà rốt thì ở trên đầu nó hơi thuôn, còn ở dưới nó hơi nhọn nhọn một chút. Như vậy là mình cũng đã làm được hình dạng sơ bộ của cà rốt rồi.
Tiếp theo là quả táo. Các bạn cắt một hình có kích thước khoảng 3 cm nhân với khoảng 3,5 nha. Bây giờ các bạn cắt lượn hình quả táo thôi. Các bạn cắt cho nó trông nó hình thù nó giống một chút là được, chứ không nhất thiết phải cắt như theo mình nhá. Đó, các bạn nhìn thấy không, một hình quả táo. Thì các bạn cắt hai quả như thế này đây. Ok, quả này của mình nó hơi nhỏ rồi nên là mình sẽ cắt nó bằng với cái kích thước mà quả mình đã cắt sẵn rồi nhá. Củ cà rốt cũng vậy, các bạn cắt thật hai củ như thế này. Tiếp đến là quả chuối. Quả chuối thì các bạn cắt mình cũng không biết dạy các bạn như nào để cắt cho nó đẹp. Ở đây thì mình sẽ dùng cái hình có kích thước là 3,5 nhân với 2 bằng với củ kích thước của cà rốt nhé. Rồi các bạn cắt như thế này, cắt tạo hình quả chuối. Thì ở đây thì mình sẽ hình cái hình quả chuối này thì nó sẽ có hai quả. Các bạn cứ cắt theo như mình cũng được, cho nó tương đối giống hình quả chuối là được. Đây đã được một quả rồi này, mình sẽ cắt tiếp một quả nữa. Các bạn cũng cắt một chiếc lá như vậy thì sẽ được chiếc lá thứ hai cho củ cà rốt. Tiếp nữa là lá cho cái hình quả táo này. Các bạn cắt hình có kích thước là 3 x 3. Mình cắt nó vừa khít luôn. Rồi các bạn cũng tạo hình lá như mình. Quả táo thì nó có hai lá ở hai bên.
và mình cho thêm một cái cạnh nhỏ ở bên cành nhỏ ở bên trên nữa. Bạn cũng có thể cắt nó lá giống giống củ cà rốt cũng được, không nhất thiết phải giống mình. Đó rồi các bạn, đó mình đã được phần lá của quả táo này. Tương tự cắt một hình nữa thì mình cũng được tiếp cái lá nữa cho quả táo. Rồi giờ đến đó mình sẽ dùng keo nến để gắn chúng lại, gắn cái lá vào phần quả. Giờ thì mình sẽ dùng băng dính gai để tạo cái lớp bóc dán cho nó nhé. Các bạn cắt các miếng dán băng dính gai như thế này. Rồi các bạn bóc ra, dùng keo sữa, keo nến, hết keo ở đây. Các bạn nhớ dán vào phần chính giữa này nhé, để có thể che đi được. Rồi, cuối cùng là các bạn sẽ dán cái phần băng dính này vào phần quả. Các bạn với cái phần quả này nó hơi nhỏ thì các bạn sẽ cắt đôi cái phần mặt còn lại của băng dính nhá, lúc nãy mình vừa cắt đấy.
Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn là gắn keo vào cái phần cổ. Cái băng dính này nó khá là nhiều sợi thừa. Rồi giờ các bạn có thể tự ý đặt vị trí của các quả này để cho các bé tìm nhá. Ví dụ mình sẽ đặt như thế này. Thế này chẳng hạn. Bây giờ thì các bạn sẽ hướng dẫn các bé chơi thôi. Đó. Rồi mình đã hướng dẫn xong các bạn làm tiếp một trang sách vải nữa. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.